Vương Chiếu Hậu có vai trò như phụ lái. Lịch sử ghi nhận rằng chiếc gương chiếu hậu đầu tiên được gắn trên xe là vào ngày 30 tháng 5 năm 1911. Chiếc gương đó được gắn trong chiếc xe của tay đua Ray Harrow trong giải đua đầu tiên mang tên Indianapolis 500. Đây một giải đua xe có bề dày lịch sử lâu đời nhất thế giới. Thời đó, khi đua xe, ngoài lái chính thì luôn có một phụ xe ngồi cạnh. Người phụ xe này có nhiệm vụ quan sát đằng sau và xung quanh để cảnh báo cho lái chính về đối thủ của mình. Họ kém hô những khẩu lệnh gọn gàng cho lái chính như: số 7 đang vượt bên trái, số 5 đang ở sườn bên phải, số 9 đang bám đuôi. Ở giải này, tay đua Ray Harrow thay vì dùng lái phụ thì đi thẳng ra chợ mua một cái gương bé dài và gắn lên trước bí lái. Nó giúp ông làm thay nhiệm vụ của phụ lái. Có lẽ do vậy nên xe ông giảm được tải trọng và giành chiến thắng ganh liệt trong giải đấu với phần thưởng là 14.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên các sử gia với đầu óc vui nhộn luôn khẳng định rằng gương trong xe chắc chắn phải là phát minh của đàn bà. Bởi họ thế hệ là người cần gương hơn ai hết để chăm lo cho gương mặt của mình luôn khả ái. Họ tìm ra một tiểu thuyết có tên Phụ nữ và xe xuất phiên bản năm 1906 của tác giả Dorothy Lev, viết trong đó có chi tiết một đàn bà đã treo trong xe mình một chiếc gương để tô son và quan sát phía sau. Sau đó ít lâu, vào năm 1914, Elmer Berger được ghi nhận là đã đưa gương chiếu hậu trong xe vào sản xuất hàng loạt. Hơn trăm năm qua, thế giới đã liên tục cải tiến và sản xuất các công nghệ thế hệ cho gương chiếu hậu. Nó đã biến thành bộ phận không thể thiếu của xe hơi. Ở Việt Nam ta, rất nhiều tài xế lại không biết cách sử dụng gương chiếu hậu. Họ không biết đằng sau xe cứu hỏa đang áp sát với đèn tất và còi hú. Vô số vụ tai nạn có thể sẽ không xảy ra nếu tài xế biết cách dùng gương. Hôm nọ có vụ một bác chạy le sớt toán đường xe cứu hỏa mà các anh chiến sĩ phòng cháy chữa cháy gọi loa đến nỗi nhiều cả giọng bác úy vẫn không nhường. Mãi đến khi một taxi bên cạnh phải mở cửa ra ngoát lấy ngoát để bác úy thế hệ biết. Chiếc le sớt ngang nhiên cản đường dù cảnh sát phòng cháy chữa cháy phát loa công bố khản giọng. Lý do của những tài xế đưa ra dường như rất chính đáng. Họ biện hộ rằng mở nhạc to, xe đóng bí mật cách âm tốt, hoặc thậm chí đang mãi suy nghĩ về vận mệnh dân tộc. Một người chơi cho rằng tài xế bị điếc nặng và còn làm cả thơ. Và rồi điếc lát có làm sao? Cứu yêu đương cứu quả cứ diệt gào. Ta đây xe xịn tay lại điếc. Không nghe ta biết phải làm sao. Luyện phản xạ nhìn gương như thế nào? Khi tài xế, người chơi phải mắt nhìn bốn phương tám hướng và do vậy, người chơi nhất thiết phải thông thạo kỹ thuật quan sát gương. Kỹ thuật này bao gồm tần suất quan sát gương và cách quan sát gương. Nhiều người chơi chỉ nhìn gương khi đổi làn, giảm tốc hoặc rẽ hay lùi. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Khi xe chạy trên đường, người chơi phải luyện thành phản xạ nhìn gương với tần suất lớn hơn. Theo các chuyên gia của University of Texas and Dallas, việc liếc gương chiếu hậu nên thực hiện 5 đến 8 giây một lần. Việc quan sát này sẽ giúp người chơi bất biến được tất cả những vấn đề giao thông xảy ra quanh người chơi. Hãy quan sát tuần tự gương giữa, gương phụ và gương lái. Việc này khi thành thạo chỉ mất 1 giây. Nhiều người chơi cho rằng liếc gương thế là nhiều nhưng tần suất này đã được các chuyên gia về an toàn tài xế của Mỹ, Anh và Pháp tính toán kỹ. Họ đã thử nghiệm và phát xuất hiện hầu như tất cả mọi người khi tài xế đều quên biến những thứ họ nhìn thấy trong gương 5 giây trước. Bạn phải nhớ rằng, khi nhìn vào gương ô tô khác với cách mà người chơi soi gương khi cạo râu. Nhìn gương ô tô không phải là nhìn những thứ chi tiết trong gương mà nhìn những thứ tiềm ẩn nguy cơ và những thứ tỏ ra bất kém. Điều đó sẽ tránh cho người chơi những tai nạn không đáng có. Nhất thiết khi tài xế người chơi phải luyện kỹ năng này. Nó sẽ làm người chơi biến thành một tài xế an toàn và tôn trọng người xung quanh. Tôi lại có thơ rằng: và rồi điếc lát chả làm sao. Nhìn gương tới vẫn phóng ăn ăn. Cứu quả từ xa tới đã thấy. Tuy làng đánh lái tới nhường ngay.